Bình chào cả nhà. Hôm nay Bình cũng đến nhà của cô Than, Tiệt chị à, gái của quả đen. cô Hòa Đen, chị gái của chị Hòa Đen. Đó. Cũng bên cạnh đó cũng có làm món ăn ẩm thực mà Bình cũng không biết là làm món gì. Thì giấc này cũng đã trưa lắm rồi cả nhà. Thì chắc có lẽ là Bình sẽ hỏi thăm cô Phan bữa nay được gì dùng cơm và chia sẻ cho cô chú anh chị bữa cơm đạm bạc cùng với cô Bà Đen và Bình Đen được món gì dùng ha cả nhà. Dạ con chào cô chào bà con cô bác cô. Chào cả nhà. Bữa nay quả đen thì dọn chén với cơm nước, còn phần ẩm thực là chị Năm nấu. Dạ cô Than chào bà con cô bác cô Than. Chào bà con của bác. Dạ thì hôm nay mình được gì mình làm ẩm thực món gì á cô Phan? Cá lóc cánh chua với rau muống rồi tép gan. Rồi cá lóc nấu canh chua Dạ à, cá lóc đồng hay là mình mua ở chợ cô? mình mua chợ. À mua ở chợ hiện Dạ tại bây giờ thì mùa này khô á cũng khô. khó kiếm Có cá lắm. kiếm. Dạ, Chỉ có cá cá sặc hoặc cá rô, cái gì nhỏ nhỏ đó. cá đâu nhỉ, cá cá liềm liềm kim. kềm. Cá liềm kềm chỉ có đem đi kéo lưới thôi mới có nha dạ cô ha. dạ dạ Chứ còn mà mùa cạn kiệt na không có nước này kia rất là khó kiếm khó cá để kiếm, bây ăn. giờ khô hạn hết trơn luôn, nóng Khô quá. hạn Dạ thì nóng lắm ha cô ha. nóng quá trời, nóng ở trong Nhưng mà nhà. sao năm nay ít mưa với ta, mưa chậm ha cô ha. Dạ Chắc là do cô Bà Đen hay sao ha. không biết nữa. Không biết ông trời sao chứ mỗi năm Thanh Minh gọi là bắt đầu mưa lây gai lây Tại cô Bà Đen mặc áo sọc nè. Thiệt á. phải đâu mà. Này là bộ đồ này là cầu vồng khuyết á. Cầu vồng khuyết xuống là trời không có mưa. Bộ đồ này là giống là sĩ anh ta nuôi cho nào sĩ Cầu vồng khuyết. Cầu vồng á. cầu vồng. Phải đâu, tại vì trời mưa hơi chậm. Không phải đâu, là do cô mặc bộ đồ này nè. Bộ đồ này người ta làm kiểu mà Kiểu gì cầu vồng khuyết của anh ta rồi cô mình nhảy có đi. mặc bộ Mấy này á, mấy màu cái cô đó thử nói là coi. khăn mưa không cho lại đó. Hả? Cái này dữ lắm nghe. 4 Không biết mấy màu nữa. 7 màu Nó trắng nữa là 8 màu. 8 màu đó cô nghĩ đi, cầu vồng khuyết cũng 7 8 màu đó, giống nhau y chang. y chang chứ không À, gì. với thêm một màu đen nữa thì 9 màu đó. Thì mà hù như Đúng không? đúng Cô đừng có mặc đồ đồ này. Thiệt á, con nói thiệt á. nói Trời thiệt không có mưa. Gió cô mặc bộ mới đồ này đó. mốt mưa rồi. Hả? Mới mốt mưa rồi. Chắc Còn không? nhớ quả đen bữa sáng thứ bảy đi Châu Đốc chơi, quả đen lên trận cầu mai mẹ mưa sớm sớm. Mưa thương sớm hả? Chứ Bắt còn cua thấy bắt ốc. đừng 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 có mặc đồ này nữa ha cô ha. Dạ giờ Chứ không có đỡ được đỡ đâu. mặt Rồi bữa nay được món gì dùng cơm nè. nè. Nãy giờ trò chuyện với cô Hòa Đen. Bữa nay cánh chua rau muống. Đây cả nhà canh chua thì cô cũng đã nấu xong rồi. Bình lại cũng hơi trễ cả nhà. Thì Dạ cho nên là Bình chỉ ghi hình khi mà cô đã làm chín ha. dạ Thì canh chua thì mình nấu cách nấu của cô như thế nào hả cô? Bữa nay thấy rau lạ nè cô. ăn rau muống Dạ, cô có thể là chia sẻ canh chua mình nấu cách nấu mình như thế nào không cô? mình nấu nước Đầu tiên á đầu là tiên mình nấu nước sôi rồi mình bỏ me vô, lần này là nấu với trái me lần nấu me ha. nấu me mình bỏ gia vị vô, mình chừng nào nước nó sôi mình bỏ cá vô. À, nước sôi thì mình mới bỏ cá. Bỏ cá vô đừng cho nó tanh, À, còn mà chưa sôi thì mình bỏ cá không được không? không được nó Dạ. tanh á. Rồi mình có cháy mỡ hành gì không? Cháy cháy có cháy mỡ hành bỏ vô nữa nè. Dạ. Thì cô là người nêm nếm hay là cô à? Tôi là nếm, tôi là đầu Tôi là nếm, bếp tôi là đầu luôn. bếp. Còn cô cô Quả qua đen thì là sao? dùng ké. Ăn ké thôi. Ăn ké thôi. Tối ngày đi bán vé số về ăn ké không vậy ta? Dạ mệt quá không cho em làm, À. mình làm cho người đi, người kêu em dùng dùng cái nửa chén không có nhiêu đâu. Nửa chén ha. Dạ Vậy là giống con mèo dạ á. Mèo thì dùng ít ha. dạ Còn cái này là cái gì? Tép hả cô? tiếp gan À, tép gan ha cả nhà. dạ Đây. Tối quá cả nhà. mấy bữa mới chắc. Cô Bà Đen múc lần con à. Dạ Đây. Đây là canh chua cá lóc ha. Cô Bà Đen dạ thử múc lên cho cô chú xem coi có thịt nhiều cá không. lóc đó Wow. kìa, sao nó cộm đó. Ui thịt nhiều quá vậy cả nhà. Nhiều lắm, tại mình cá một con hơn ký á.
kỹ hơn kỹ ha. Còn này là tép gan. Tép gan với quá canh ngon luôn hết nha. Dạ. Tép này là bây giờ là cũng hơi mắc á cô ha. 140. 1 ký là 140 ha cả nhà. Dạ. Bằng cô Hòa Đen bán giá số 1 ngày rồi đó, 1 ký. Dạ. Nè mỡ tỏi bỏ rồi, muốn bỏ nữa thì bỏ. Nè, mình cũng hết sẵn mỡ hành rồi ha. Cả nhà. Đây, mình là múc thêm một miếng mỡ hành, mình chan vô cho thơm ha cả nhà. Thơm. Ngon quá cả nhà ơi. Nè. Rồi. Cô Hòa Đen dọn chén này kia chưa cô Hòa Đen? Rồi. Rồi ha. Đó. À, cô Hòa Đen cũng đã dọn xong hết cô ha. Dạ. Có nước mắm này cô. Mắm ớt. Mắm ớt. Với tép gan. Tép gan. Bạn Thanh ơi, mày dọn tí cái lực ơi. Giờ này mình ở trong nhà nó hơi hơi nóng cô ha. Nóng. Cô có muốn ôm nước đá ngủ không? Con muốn nước đá cho mấy cây cũng được chứ. Thôi, giờ con cháu muốn ấy thì mua vài cây để nhiều trước rồi. Mua mua 10 cây để đìa hả? Rồi có gì cô nè, cơm nè, cơm bốc khói luôn nè chú. Bình cơm chín luôn hả? Cơm chín luôn. Này cô nấu hay cô Hòa Đen nấu? Tôi nấu. Cô nấu ha cả nhà. Cơm bốc khói luôn. Thôi thì bây giờ mời cả nhà cùng với cô Hòa Đen và cô Than dùng cơm nhất trưa ha cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ tìm một chỗ nào mát để dùng ha cả nhà ha. Mời cả nhà cùng theo Bình và cô Hòa Đen dùng cơm ha. Anh lập tới tô cái này nè. Mời bà con cô bác đi kiếm chỗ mát mát dùng cơm với Hòa Đen với chị Năm nghe. Bây giờ ở ngoài ở trong nhà hốc quá bà con ơi. Đó nè. Đó bây giờ Hòa Đen đi kiếm chỗ mát mát. Mời cô chú theo Hòa Đen đi nha. Đi theo chỗ nào mát mát dùng cơm nghe cô chú. Đó. Nắng nhiều lắm đó. Tiền tiệt. Cô Hòa Đen với chị của cô chị Năm á tìm một chỗ rất là lý tưởng luôn cả nhà. Rất là mát luôn. Không ngờ luôn á. Bờ sông ha cả nhà. Mời cả nhà dùng cơm với Hòa Đen với chị Năm nghe cả nhà. Dạ. Cả nhà dùng cơm với Hòa Đen nghe, bữa nay canh chua với tép gan của chú, cái này nước mắm ớt. Ngon lắm cô chú à. Ngày nay còn qua chắc ăn ngọt. Bữa nay hai chị em dùng ha, hôm qua thì có anh Thanh. Anh gì? Tên gì cô? Anh Thanh mà. Hả? Anh Thanh. Rồi mày Thanh này Thanh khác nghe, Thanh kia Thanh Bào khác nghe cô chú. Thanh khác nhau hả? Dạ, cũng tên Thanh trùng tên mà Thanh này Thanh Hiền. Thanh Hiền hả? Dạ. Thanh Thanh Bảo. Thanh kia Thanh Bào. Thanh Bảo. Mới Bảo mới Hiền. Người là tên Thanh Bào à? Người là tên Thanh Thanh Chả Chiên. Thanh Chả Chiên. Người là tên Khanh U45. Ôi trà đá ngon ha. Rất là ngon cả nhà. Trời nắng rồi ra ngoài bờ sông dùng cơm. Ngon quá. Rồi có một ca trà đá thật sự mà nói rất là tuyệt vời luôn cả nhà. Chứ không có ngon đâu mà ngon bằng như vậy cả. Cái nó đẹp rồi đó. Hút bay lại ngã. Rất ngon luôn ha. Bờ sông gió thổi hiu hiu. Hơi nước ha. Giống như cô Hòa Đen thì đi bán vé số hay là đi bán review thịt heo của người ta 3 ký 100. Thì cô Hòa Đen review 1 ký 90 ngàn. Cô Hòa Đen review thì 3 ký 100. Còn cô chủ kia nói ba sườn thịt heo thì nói là 1 ký 100. Cô Hòa Đen review 3 ký 100. Cũng rất là hay. Để sò viết của người ta vặn cáo làm sao vậy? Vui.
quên rồi. Bữa nay cô Bà Đen được dùng cũng cũng được hết chén hay ha cả nhà. Dạ. Rất mong là cô Bà Đen dùng được nhiều để cho có sức khỏe mai đi bán cái số tiếp đặc biệt nhất cả nhà. Cầu vồng nữa anh. Bình nghĩ là bữa nay không có mưa là lỗi do cô Bà Đen cầu vồng sau mưa luôn luôn nào. Con rất mong là cô con lại lần sau đừng có mặc bộ này nữa ha. Dạ. Đừng có mặc nữa. Tại cô chú nói dạ cô Bà Đen mặc đồ này không được, trời nắng quá. Dạ. Không có đâu. À sáng à tối lên thời tiết cái bữa nay 36 độ rồi. Có phải cô Bà Đen mặc đồ này mà không mưa đâu. Sao cô? À. Cô Bà Đen dùng cơm từ từ, sao không mời Bình Đen? Có mời rồi. Mời rồi à? Dạ mời rồi cô ơi. Nghe Bình nói chín màu, cô cười. Đúng rồi, chín màu phải rồi cô. Bộ đồ của cô Bà Đen là 8 màu rồi. Còn à... đen thêm màu nữa. nước da đen nữa. Nước da nâu một màu nữa. Bữa nay quả đen sửa soạn đẹp lắm mà, một là lên đường á. Sửa soạn đẹp ha. Bình đồ lên, nhưng mà bữa nay đặc biệt nhất. Bộ đồ này cô Bà Đen trời mưa quá thì hả mặc nó. Nhớ nghe. Chừng nào mưa không? Mưa lớn rồi, mưa ngập nước cái gì á hả? Mặc bộ đồ này nghe cô. Mấy chú nói gây kiến là như mưa lớn quá, mưa hoài quá phải mặc này. Mặc đồ này chặn đừng có cho mưa. Dạ. Nhớ nha. Mặc bộ đồ này là trời không có mưa nổi. Trời nắng quá cô Bà Đen ơi. Hồi nãy đây gần kia môi tôi ra ị ị quá. Dùng cơm đi cho dễ. Chặt à. Cô ơi, cô đừng bình luận như vậy nữa nha cô. Cô Bà Đen sặc rồi cả nhà ơi. Bình luận cho anh biết. Dạ. Yeah. Rất mong cô Bà Đen dùng cơm xong thay bộ đồ này ra cho trời mưa chuyển mưa. Thấy chưa, được không cô? Đó. Gì cô Năm dùng có chén vậy? À, chén rồi. Yeah, mới thấy có anh chén đi. Hai rồi, nữa hai chén nhiêu. Không có đâu. À? Con thấy có anh chén này là dùng no cháy, sớm đi. Dùng cơm cháy ngon. Có cơm cháy ha cả nhà. Có cơm cháy. Ngon quá cô chú à. Ủa, dọn ra vậy người dùng có miếng nữa hả? Ừ. Dùng nước nhiều. Trời cả nhà. Dùng ít thì cho chú Bình dùng nhiều. Nhưng mà cả nhà. Nhưng mà đặc biệt chứ cả nhà. Bữa nào Bình lợi đến nhà cô Than đó cũng làm ẩm thực, hoặc là này là cô không phải là làm ẩm thực, đây là món đồ làm đồ, cô làm đồ ăn á. Cũng giống là đãi trong con cháu trong gia đình. Dạ. Với cô Bà Đen. Dạ. Bên cạnh đó Bình lợi tới thì cũng chia sẻ thôi cả nhà. Dạ. Chứ không, cô thì không có chuyên gì làm ẩm thực hay là như thế nào đâu. Bình là chỉ là thấy quay như thế nào thực tế cho cả nhà xem thôi. Cũng giống như là cuộc sống của cô Than hàng ngày và cuộc sống của cô Quả Đen hàng ngày là làm cái công việc gì như thế nào thì cô có thể là chia sẻ cho bà con cô bác được biết là mình đi bán vé số từ mấy giờ đến mấy giờ mà đã hết không? Dạ, như là Quả Đen có đám tiệc á, như là Quả Đen lấy 3 giờ người ta giao vé số ra 3 giờ rưỡi Quả Đen đi bán là bán một hồi vậy. Nếu có đám tiệc á thì bán hồi hết rồi. Nếu mà không có đám tiệc 200 nữa đi vô vòng xóm tới 5 giờ mấy Quả Đen về đó cũng được trăm mấy rồi. Trăm mấy đó còn chút xíu rồi để đi, sáng đi bán chỗ chùa, chợ chùa Bưng Xa đó. Dạ. Rồi chút xíu hết rồi. Dạ. Đây cả nhà,
cô quả đen thì cũng bán buôn bán. Thì mấy ngày hai một hai ngày trước đó cô có đi qua bên chỗ Thác Côn à? Lễ Thác Côn đó, cúng dừa đó. Lễ cúng dừa có đi. Đi thì bà con cô bác ủng hộ nhiều không cô? Nhiều lắm. Đứng chỗ. Đứng chỗ này. Tại chỗ nào đông thì đông rất là nhiều, bà con cô bác thương cô ha. Thương cô lại tiếp mua người hai vé ba vé. Đông quá mới giao thông dẹp đường đó. Khu quả đen quá. À, bữa ngày đầu tiên á. À, là sao? Cô đi đó không có em đi. Dạ. Yeah. Có gặp anh Cường đang yeah. quay thấy cô bác nghiện là đứng nghẹt tới công an dẹp đường luôn. Sao vậy? Tại đứng mua không đâu, không có đi đâu, đứng chỗ rồi hết đường rồi. Hết đường. Đứng chỗ không à. Đứng một chỗ luôn. Đứng chỗ luôn. Bán một chỗ một luôn. Đứng chỗ đó người ta nghẹt cái chân tới công an lại dẹp đường đứng xích bên. Đứng xích bên đi. Bà bán hôm qua ở người xứ xa mới của chú xa lại Kiên Giang, An Giang có. Ở đâu nữa? Rồi ở ở Po không biết Po đó ở đâu nó cũng không biết nữa. Ở Po là phường 7. Ờ. Đúng chương á. Nhiều lắm mà cô chú nói như là ngày đầu tiên người ta lại mua dừa cúng rồi người ta gì nhầm người ta về nhầm người ta lại. Dạ. Yeah. Nhầm người ta đi chơi. Ừ. Nhầm người ở xa thì người ta chơi một đêm, một ngày. Dạ. Yeah. Đó, tới chừng nửa đêm thì người ta lên xe người ta về. Dạ. Yeah. Còn cô Bà Đen á thì đi đi dắt đò 5-6 giờ đi bán vé số xong cái chơi tới 8-9 giờ gì đó cô Bà Đen về. Dạ. Yeah. Ừ. Rồi mai đi tiếp. Bữa nay hết chưa? Còn đêm nữa, bữa nay là Bà Đen không đi nữa chú. À, còn đêm nữa hả? À? Yeah. Hơi mệt ra. Mệt. Đi mới hơi xa. Xa phần lớp xa rồi. Không phải con là cháu nó mến mình. Dạ. Nó mới chọc. Không phải là xa cả nhà, không phải là cô Bà Đen đi hay không đi, nhưng mà do cái phương tiện của cô á đi lên đi xuống cũng rất là khó khăn. Khó khăn. Với giờ lại một phần nữa cả nhà. Cô thì cũng giống là đi cũng là mang tiếng cười cho bà con cô bác, cũng là giống như là mang niềm vui cho cô chú anh chị tỉnh chúng là tỉnh Kiên Giang, An Giang, nói chung là kính thưa các tỉnh đã dạ. từng xem clip của cô Bà Đen và đã yêu mến cô Bà Đen. Cô Bà Đen đã đi 2 đêm thì bà con cô bác gặp cũng rất là vui. Nhầm chị nhầm chú nói trời mong ước á lại cái lại cho gặp Bà Đen, Bà Đen đi. Bây giờ gặp thiệt. Gặp thiệt luôn. Cái người ở đó ở đâu không biết nên nói trời ơi tôi ở đâu thật chăng á không phải mà ở cái gì á bữa tối chị nói á nói là như mà ước bọn cho gặp Bà Đen á ở Thác Côn á gặp Bà Đen chỗ Thác Côn giữ bọn gặp thiệt luôn hả? Ờ. Linh không? Linh ôm cứ ngắt luôn. Cứng không? Cứng ngắt luôn á. Như cái gì? Cái nè. Như cái gì? Đó, cây nặc nặc á. Như cây đó. Tao muốn không? Nặc muốn không ấy trời ơi. Muốn cây gì? Cây nặc nặc nó chết rồi. Muốn cây nặc nặc à? Đây cả nhà. Nói chung là ở đây thì bà con cô bác á trong xóm đây á cả nhà cũng đến đây cũng một phần là gặp cô Bà Đen rất là nhiều. Với giờ lại một phần nữa cô Bà Đen cũng đi đây đi đó cũng được bà con cô bác thương các cô ha. Nói chung là rất là nhiều người cô chú thương ha cô ha. Nhiều lắm. Và ủng hộ rất là nhiều. Như mấy người kia đưa nó mấy cô chú đâu có mua đâu. À. Cô Bà Đen đưa thì giờ cô chú nói hồi nãy không thấy mua rồi cũng chẳng tiếp mua. Bà Đen. Gần tiếp mỗi người một tờ. Nha cô ha. Dạ. 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 Thì video á cả nhà, cô Bà Đen cũng đã dùng cơm xong hết rồi cả nhà. Thì cô Than cũng đã làm món giấc trưa này cô cũng làm món canh chua với rau muống thôi, không có bông súng hay là rau khác ăn cả nhà. Đây là canh chua riêng biệt là rau muống không thôi. Dạ. Đặc biệt nhất là rau muống này, rau muống đồng không có ha. Rau muống mua. Rau muống đồng nè, rau muống đồng ta bẻ. Rau muống đồng hả? À, vẫn có ha cả nhà. Dạ. Tưởng là tháng này cô Bà Đen mặc áo này không có mưa, không có rau muống ăn chứ. Nhớ nha, cô nãy là bình luận vô là kêu cô dùng cơm xong đổi áo khác nha cô. Dạ. Ừ. Thôi cả nhà, thì buổi dùng cơm cũng đã no hết rồi. Thôi thì Bình cũng trước khi con khép lại video, cô Bà Đen có gửi lời gì cảm ơn cho bà con cô bác không? Bà Đen gửi lời bà con
cảm ơn bà con cô bác nha. Quả đen đi bán bánh, bán làm phước cúng dừa đó, giúp hội quả đen đó. Quả đen rất là mang ơn nhiều. Chúc cô chú làm ăn phát tài, ngoài nước trong nước cũng vậy. Quả đen có thắp nhang cũng giấy cho ngoài nước trong nước người Mạnh Hùng Vương, mấy cô chú Mạnh Hùng Vương giấu mặt đó, cô quả đen chúc hết á. Cầu nguyện cho hết, cho vui vẻ mạnh khỏe hết tất cả. Thì cô Than ơi, thì sau khi mà con chia sẻ đó, cũng rất là nhiều cô chú anh chị, cũng giống là mình đi chợ mua đồ này đồ kia, người ta cũng hỏi thăm, đặc biệt nhất là người này là chị của cô Quả Đen phải không, mua rau này kia. Đặc biệt nhất là cô cũng có làm món ăn cũng đơn giản nhưng mà lại rất là ngon, mang lại cái tình ấm áp và cái đậm chất thôn quê á cô. Bây giờ bà con cô bác hỏi cô như thế nào, cô có thể là chia sẻ cho bà con cô bác được biết không? Khi mà mình đi chợ đó cô. Khi mà mình đi chợ đó. Như là chị đi bọn anh tao xa cây như cái mê nạ thua ấy bọn anh tê. Xua à. Mình vậy tao. Sao cười. Xua bà anh đang thương hụt thì ngại anh vắng á. Dạ. Thương hụt thì anh thơ mà chui bẹp đi hao ăn. Thôi cái hút thiên anh. Dạ. Không bẹp cái ta thiên chân 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 á, ơi cái thơ tạm. Thiên chân 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 á. Lo chu chân đâm tức đâm y dân thai chân. Dạ. Chân bẹp cái tao tiếp tao 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 xa cái ai đồ chứ. Ai đồ. Ai đồ đây tiệt. Ai đồ quả đen. Cô chú ơi, chị Năm chị nói tiếng Việt không mấy gì gành đâu. Nhầm câu chị nói được, nhầm câu không đó vậy. À. Như quả đen này quen sống ngoài chợ. Tiếp xúc với người Việt nhiều. Ủa sao sao thấy cô nói tiếng Việt hơi gần hơn chị của cô là sao? Tại vì hồi đó giờ là quả đen đi ra sống ở chợ là sống chợ đó hai trên 20 năm là quả đen sống với người Việt, là nói tiếp xúc với người Việt không à. Đúng chứ rồi, gần nhà quả đen đó là người Khmer không là mà đã người ta nói tiếng Việt không à. Dạ. Thôi thì buổi dùng cơm đến đây mình cũng xin phép là khép video tại đây ha. Chúc bà con cô bác xem video của cô Hòa Đen và cô Than dùng cơm buổi trưa mát mẻ ngon lành, cành đào dưới bên cạnh đó có cái con kinh hơi nước lên rất là mát mẻ ha. Để một chút xíu nữa cô Hòa Đen sẽ đi thay đồ ha cả nhà. Rồi thì thôi mình xin chào tạm biệt, hẹn gặp cô chú vào những video tiếp theo ha.